Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn trong cái chuỗi sản phẩm về đồ thờ cúng bằng gỗ. Trong video clip này tôi sẽ giới thiệu là các cái mẫu cuốn thư tứ linh bằng gỗ mita dài 2m60 và rộng 1m27. Trong clip trước tôi đã dự giới thiệu một bức cuốn thư gỗ mita chỉ chạm mây thôi chứ không chạm chữ nho, thì quý khách có thể vào trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành để xem lại. Đây là bức thứ hai và bức thứ ba, chúng tôi đang dựng cùng một lúc, tất cả là 7 bức chúng tôi làm cho nhà chùa. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng bằng tất cả các chất liệu gỗ. Chúng tôi nhận thiếp vàng, dát vàng lại. Quý khách hãy liên hệ về 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái sản phẩm trùng tu. Và trong video này chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu cuốn thư Long Trầu Mật Nguyệt. Và hai phần bên cánh là chúng tôi chạm tứ linh, tức là Long Lân Quy Phụ. Phía dưới các cái chữ nho là chúng tôi chạm đầu hổ phù. Và bức cuốn thư này chúng tôi chạm 4 chữ nho ở trong lòng. Rất nhiều mẫu mã đa dạng kích thước khác nhau, chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu. Các bạn đang xem đây là hai phần tai thì chúng tôi chạm Phượng Hoàng và Kỳ Lân. Có người thì gọi đây là con long mã cũng được. Tùy theo các địa phương có cái tên gọi khác nhau. Như chúng tôi ra mẫu là chúng tôi gọi mẫu cuốn thư gỗ Mita tứ linh 2m60, rộng 1m27, chạm rồng trầu mật nguyệt. Chúng tôi đang lắp liên tục 7 bức cho khách hàng. Và đây lại là tiếp tục một bức nữa về kích thước cũng giống nhau, chỉ có là chúng tôi thay bộ chữ bên trong bằng 4 chữ nho khác do khách yêu cầu. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Quý vị không bỏ lỡ video nào thì quý vị hãy đăng ký kênh, chúng tôi sẽ ghi ở cuối màn hình các cái link đăng ký. Quý vị hãy nhấn vào nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất về video đồ gỗ cũng như là các cái đồ đá chúng tôi điêu khắc vỏ sò, tài tượng. Một bức cuốn thư như này rất là nặng, hàng dày 7 phân. Một bức như này nếu như ở dưới là chúng tôi phải cần tới 4 thanh niên khỏe mới khiêng được. Và khi treo lắp thì chúng tôi sẽ dùng ba lăng xích hoặc dây cáp để chúng tôi đưa lên. Chúng tôi chia sẻ tới tất cả quý khách hàng tất cả các cái công đoạn quy trình làm về đồ thờ cúng, cuốn thư câu đối hoành phi, sơn son thiếp vàng cũng như hàng mộc, các công đoạn in chữ và gia chữ của chúng tôi. Trong clip trước tôi đã giới thiệu rất nhiều rồi. Quý khách muốn làm cho nhà một bộ sản phẩm hoành phi câu đối hay cuốn thư câu đối, quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong video sau chúng tôi sẽ giới thiệu một bức cuốn thư nữa như này, nhưng bốn chữ nho bên trong đã thay đổi bằng chữ khác. Còn kích thước là giống nhau và mẫu mã cũng là giống nhau, 7 bức. Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của nhà chùa. Gần đây thì chúng tôi cũng được biết là nhu cầu mua sắm cũng như là đặt cho nhà thờ về các hoành phi câu đối, cuốn thư hay là tượng thờ, khám thờ ngày càng cao. Nhưng chúng tôi liên tục ra mẫu và chúng tôi đưa lên cho quý vị để tham khảo tất cả các cái kích thước mẫu mã mới nhất. Xong một bộ nào, chúng tôi sẽ quay luôn bộ đó để cho quý khách dễ hình dung. Và như các bạn đang xem đây là bức cuốn thư này chúng tôi làm chữ Hán nôm, không có phụ đề. Và còn có một mẫu chữ nữa là bằng thư pháp tiếng Việt thì chúng ta lại đọc từ bên trái sang. Còn nếu bằng chữ Hán nôm mà có phụ đề hay không có phụ đề thì chúng ta đều đọc từ bên phải sang, vì đó là chữ nho.
theo với tiếng Trung ngày xưa. Và bây giờ đổi mới thì sang chữ thư pháp, thì là chúng ta đọc từ bên trái sang. Và toàn bộ cuốn thư này là chúng tôi sơn son thép vàng Đài Loan. Quý khách hàng nào có nhu cầu dát bằng vàng ta thì giá thành nó rất là cao. Quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi đang có tại xưởng rất nhiều các cái bộ cuốn thư câu đối long hóa dài 1m97, dài 2m17 và 2m37. Và 7 bức cuốn thư bằng gỗ mita này chúng tôi làm với kích thước là 2m60, hàng siêu khủng, siêu dày của chúng tôi. Trên màn hình các bạn đang xem đây là mẫu cuốn thư tứ linh. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là kích thước dài 2m6, rộng 1m27, dày 7 phân bằng gỗ mita, được sơn son thép vàng Đài Loan, phủ hoàng kim. Quý khách có nhu cầu làm về đồ thờ, nhà thờ họ, quý khách hãy về trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Yên Lành để đặt hàng. Quý khách ở xa mà không về được, quý khách có thể đặt hàng online, chúng tôi làm đúng theo yêu cầu của quý vị. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu các cái mẫu sản phẩm mới hơn. Quý khách đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ một cái video nào của chúng tôi. Xin cảm ơn.